Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe bán tải Forranger. Mẫu xe bán tải này là mẫu xe lắp ráp tại Việt Nam cho một số phiên bản nên anh em đang được hỗ trợ thuế. Ngoài ra thì Forranger còn có hai phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc, đó là chiếc Raptor và chiếc Stormtac. Và thời điểm hôm nay là những ngày gần giữa tháng 10 rồi, chính sách bán hàng dành cho mẫu xe bán tải Ranger đã có sự thay đổi một số phiên bản anh em đang được giảm rất nhiều tiền mặt như là chiếc Storm Chuck, chiếc Raptor hay là phiên bản White Chuck, anh em đang được giảm rất nhiều tiền mặt. Đồng thời còn tặng thêm rất nhiều phụ kiện cho anh em nữa. Và trong video này, em xin phép cập nhật chi tiết cho anh em về chính sách bán hàng của từng phiên bản Forranger tại hai cơ sở bên em, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để anh em tham khảo cân đối tài chính và có cơ sở để đưa ra những quyết định mua xe cho phù hợp. Mời anh em cùng xem chi tiết. mẫu xe Ranger có tất cả những phiên bản sau sẽ chia ra làm hai hình thức cho anh em đó là xe lắp ráp và xe nhập khẩu xe lắp ráp thì có chiếc Ranger bản XLS một cầu bản XLS hai cầu bản Sport hai cầu bản quay chắc hai cầu bốn phiên bản này là anh em đang được hỗ trợ 50% mươi lệ phí trước bạ ngoài ra còn hai phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc đó là chiếc Ranger Raptor và Ranger Storm chắc chính sách bán hàng của Ford không phân vùng thị trường anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và anh em ở gần cơ sở nào bên em thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em tại cơ sở đó. Phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng cho anh em, đó là chiếc Ranger bản XNS một cầu. Giá niêm yết của chiếc Ranger bản XNS một cầu là 707 triệu. Và tại thời điểm gần giữa tháng 10, chính sách bán hàng của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 682 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 687 triệu. Ngoài ra thì vẫn tặng anh em thêm những phụ kiện khác nữa. Vì chính sách quy định bán hàng một giá nên em không thể công bố cho anh em những khuyến mại tặng thêm được. Anh em thực sự có nhu cầu thì anh em liên hệ với nhân viên bên em để bên em cập nhật cho anh em. Và thời điểm này anh em đang được tặng rất nhiều những phụ kiện có giá trị. Anh em có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ. Với giá bán như trên, giá xe ra biển số làm bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật cụ thể cho anh em như sau. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội và các tỉnh áp thuế 12% thì ra biển số sẽ là 711 triệu và cần trả trước 199 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì giá biển số sẽ là 707 triệu và cần trả trước 195 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tỉnh miền Nam dựa vào giá bán tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì giá biển số sẽ là 712 triệu và cần trả trước 196 triệu. Anh em lưu ý, các tỉnh áp thuế 10% hay là 12% đây là quy định đối với xe du lịch còn đối với xe bán tải, anh em ở các tỉnh áp thuế 12% thì mức áp thuế cho xe bán tải là 7,2%. Khi anh em được hỗ trợ giảm thuế thì chỉ còn có 3,6% thôi. Còn anh em ở các tỉnh áp thuế 10% thì áp dụng đối với xe bán tải là 6%. Thì bây giờ anh em được giảm 50%, chỉ còn có 3% thôi. Nhưng em vẫn lấy tên là các tỉnh áp thuế 12% hay là 10%? Anh em cứ mặc định cho em là các tỉnh áp thuế 12% thì mức áp thuế cho xe bán tải là 7,2%. Còn các tỉnh áp thuế 10% thì mức áp cho xe bán tải là 6%. Và thời điểm này anh em đang được hỗ trợ 50% lại phí trước bạ thì em cũng đã tính cụ thể cho anh em trong video rồi anh em lưu ý nhớ cho em vấn đề này không anh em lại nhầm với số tiền trả trước thấp nhất như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 75% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là khoảng 511 triệu xe bán tải anh em chỉ vay được tối đa là khoảng 70 cho đến 75% thôi và không như xe con xe con thì anh em có thể vay được tối đa lên đến 85% thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm tối thiểu là 3 năm với gói vay 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,3 triệu tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần Phiên bản thứ hai em cập nhật cho anh em đó là chiếc Ranger XLS 2 cầu. Chính sách bán hàng thời điểm giữa tháng 10 của hai cơ sở bên em như sau. Phiên bản này có giá niêm yết là 776 triệu và tại cơ sở Hà Nội anh em được giảm tiền mặt giá bán chỉ còn 736 triệu và cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 751 triệu. Ngoài ra vẫn còn tặng thêm phụ kiện cho anh em nữa và hiện tại thì đợt này anh em đang được tặng những phụ kiện rất có giá trị. Anh em quan tâm thì anh em liên hệ với nhân viên bên em để bên em cập nhật những phụ kiện anh em được tặng. Với giá bán như trên, giá xe ra bị số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp, em đã tính cụ thể cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội và các tỉnh áp thuế 12% thì ra biển số sẽ là 767 triệu và cần trả trước 215 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì ra biển số sẽ là 763 triệu và cần trả trước 211 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam thì ra biển số sẽ là 778 triệu và cần trả trước 214 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 552 triệu trong thời gian vay 8 năm gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9 triệu phiên bản thứ ba em cập nhật chính sách bán hàng giữa tháng 10 cho anh em đó là chiếc Ranger cơ bản Sport hai cầu giá niêm yết là 864 triệu và anh em nào lựa chọn một đỏ cam thì mặc định sẽ cộng thêm 7 triệu chính sách bán hàng của hai cơ sở bên em cơ sở Hà nội giảm tiền mặt giá bán chỉ còn 814 triệu cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 819 triệu và hiện tại anh em đang được tặng rất nhiều những phụ kiện có giá trị dựa vào giá bán nguyên xe như trên Tán xe ra biển số Nam Bánh cùng với những thông tin trả góp em đã tính cụ thể cho anh em bên sau. Anh em ở Hà Nội và các tỉnh áp thuế 12% thì ra biển số sẽ là 848 triệu, cần trả trước 238 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 843 triệu, cần trả trước 233 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 848 triệu và cần trả trước 238 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 610 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10 triệu. Tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản thứ tư, phiên bản lắp ráp cao cấp nhất đó là chiếc Ranger White Shark 2 cầu. Giá niêm yết là 979 triệu. Anh em nào lựa chọn màu đỏ cam vàng lắc thì mặc định vẫn sẽ cộng thêm 7 triệu. Chính sách bán hàng của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở đội anh em được giảm thêm rất nhiều tiền mặt so với thời điểm tháng 9 vừa rồi và giá bán bây giờ chỉ còn có 899 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, anh em được giảm tiền mặt, giá bán chỉ còn 911 triệu. Với giá bán này, giá xe ra biển số Lan bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật cho anh em như sau. So. Anh em ở Hà Nội và các tỉnh áp thuế 12% thì ra biển số sẽ là 937 triệu, cần trả trước 263 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì ra biển số sẽ là 932 triệu, cần trả trước 257 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 944 triệu và cần trả trước 260 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 674 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 11 triệu. Tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. Ngoài 4 phiên bản Ranger được lắp ráp thì còn có hai phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc. Hai phiên bản nhập khẩu này thì hiện tại anh em không được hỗ trợ thuế, nhưng có phiên bản Stormtrack cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giảm tiền mặt rất sâu cho anh em và cụ thể chính sách bán hàng của hai cơ sở bên em sau. Phiên bản Ranger Storm chắc có giá niêm yết là 1 tỷ 039 triệu. Tại cơ sở Nội, anh em giảm tiền mặt thì giá bán chỉ còn 1 tỷ 007 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì giá bán bây giờ anh em đang được giảm rất nhiều tiền mặt, giá bán chỉ còn có 987 triệu thôi. Ngoài ra anh em còn được tặng thêm những phụ kiện có giá trị nữa. Và phiên bản cuối cùng đó là chiếc Ranger Raptor. Giá niêm yết là 1 tỷ 299 triệu và chính sách bán hàng của hai cơ sở bên em thời điểm những ngày gần giữa tháng 10 như sau. Cơ sở Hà Nội, anh em được giảm tiền mặt giá bán là 1 tỷ 239 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, anh em được giảm tiền mặt giá bán chỉ còn 1 tỷ 233 triệu. Ngoài ra anh em còn được tặng thêm một gói phụ kiện có giá trị nữa. Và hai phiên bản nhập khẩu này em xin phép không tính giá xe ra bị số năm bánh cùng với những thông tin trả góp. Anh em nào thực sự có nhu cầu quan tâm thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để bên em tư vấn chi tiết hơn. Giá xe ra biển số năm bánh của các phiên bản Ranger em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể xem trên màn hình và trong trường hợp anh em mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí đó là bảo hiểm thất vỏ cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói hai khoản này em chưa tính vào giá xe ra biển số năm bánh đâu ạ và anh em mua trả thẳng thì hai khoản này không bắt buộc anh em tùy nhu cầu về nguồn cung hàng hóa của các phiên bản Ranger tại thời điểm gần giữa tháng 10 này anh em quan tâm đến phiên bản nào màu gì và xem video kèm tại điểm nào thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để bên em kiểm tra kho xe và cập nhật cho anh em tại thời điểm đó như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Forranger thời điểm giữa tháng 10 em cập nhật cho anh em hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này cảm ơn anh em hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em